Xin kính chào bà con. Công ty sinh học Đức Bình xin gửi tới bà con một dòng sản phẩm mới của công ty. Đó là chế phẩm dịch chuồn quế đậm đặc Đức Bình. Đây là dòng phân bón vi sinh qua lá cực kỳ hiệu quả. Dịch chuồn quế phù hợp với tất cả các loại cây trồng, các loại rau sạch, các loại hoa như là hoa lan hoặc hoa hồng. Một số tác dụng chính của dịch chuồn quế như là giúp cải tạo đất, giải ngộ động đất, giúp cho đất được tơi xốp, màu mỡ, thoáng khí. Kích thích bộ rễ của cây phát triển mạnh, giúp cho bộ rễ để đâm sâu vào trong đất, hút được nhiều chất dinh dưỡng cho cây. Đặc biệt là dịch chuồn quế rất phù hợp với các loại hoa như là hoa hồng hoặc hoa lan, giúp cho cây sẽ ra được nhiều hoa hơn, hoa đậm màu, hoa to, đều màu và lâu tàn. Khác với các loại dịch chuồn quế được bán trên thị trường, dịch chuồn quế Đức Bình được bổ sung thêm 20% men vi sinh em gốc, nấm đối kháng Trichoderma, tảo biển và humic, làm tăng hiệu quả vượt trội của sản phẩm. Dịch chuồn quế Đức Bình vừa làm phân bón đạm sinh học cho cây, vừa có thêm chức năng đối kháng nấm bệnh, hạn chế vàng lá, thối rễ, bảo vệ cây trồng cực kỳ hiệu quả. Chỉ với 70.000, quý vị đã có thể mua được một chai dịch chuồn quế đậm đặc Đức Bình 1 lít. Chúng ta có thể mua dịch chuồn quế Đức Bình tại số 7 ngõ 124 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc mua qua số điện thoại 0915 798 085. Công ty nhận vận chuyển hàng toàn quốc. Xin cảm ơn bà con ạ.